Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nghĩa trang Hồ Viên, tỉnh Bình Dương. Và hôm nay là thứ hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023. Và hôm nay xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi thăm mộ nghệ sĩ chú Vũ Linh cùng với huynh nha. Hôm nay là thứ hai nhưng mà cũng còn rất là đông người đến viếng mộ chú cả nhà. Còn khá là đông người đến viếng nhang chú cả nhà. Phía bên trước là hôm nay có thêm hai tấm hình của chú nữa cả nhà, để mình đến gần nhà quay cho cả nhà xem nha. Hôm qua là có danh hài chú Bảo Trung đến thăm mộ chú nhân cả nhà. Bà cô ở Long An lên thăm viếng nhang là chú cả nhà. Chỗ mộ chú đang nằm được cắm rất là nhiều hoa tươi trong cả nhà. Ở nhà nó đây rất lắm, không thể nào chịu được. Nó rủ rượi trong người, nó bức xúc, nó làm cho con người mình không thể nào mình yên được. Muốn đến đây ha, muốn đến đây. Phải đến đây rồi mình mới về nó mới nhẹ lòng. Chứ không là hay cảm thấy nó khó chịu, hầu như là mình mất một cái gì đó mà mình cảm thấy nó một trong cái cuộc đời của người nó quá ngắn ngủi đi, mình cảm thấy mình thương tiếc cho một nghệ sĩ tài quá. Bởi vì có nhiều người đến đây người ta xúc động tới nỗi mà người ta khóc quá trời luôn. Mà lại có những người vô tâm vô comment lại nói là họ diễn này kia, diễn hay quá này kia. Thật sự đâu có ai đâu mà dư hơi mà để mà đến đây mà chỉ để gốc có đúng không? Đúng rồi.
thần tượng người ta mất thì người ta buồn khóc thôi. Có nhiều người nói chung là trong cuộc sống con người ai cũng mong cái sự tốt đẹp đến với mọi người, chứ đâu ai mà mong muốn mà đi làm những cái chuyện này để mà kiếm tiền hay là cái gì đó để diễn xuất để làm gì. Mà hả, đây người ta là cái sự hâm mộ, cái sự yêu thương người ta mới đến với mình, chứ đâu phải tự nhiên mà mình đến, đâu phải tự nhiên là muốn đến là đến. Cô thấy mà ở nhà cô cũng theo dõi ở đây nè, anh em YouTube rồi người ta cũng quay hàng ngày từ khi mà bữa chôn tới nay là coi như là cũng đông người đến đây viếng mộ của anh. Cô thấy cô cũng nhà cô cũng gần đây, cũng cách 4-5 cây. Cô thấy cô không xúc động quá nên bữa nay cô mới tới lần nữa để cô cũng thắp cho anh ấy nghe, để cho nó vơi bớt cái nỗi buồn nỗi khổ trong lòng của mình á. Mình thấy mình cảm động quá đi, mình không có thể mình rây rứt lắm nên đi đâu đi cũng phải quay về đây để mà đốt cho anh một nén hương để mà tưởng nhớ người đã mất. Người nói này người nói nọ, mình cảm thấy mình buồn, mình bực bội, mà mình cảm thấy mình không biết làm gì được. Nên cô thấy hôm nay thấy cũng đông người anh em đến đây cũng chia buồn gì, là thấy cũng người quá cố đã mất rồi, nhưng mà thấy cũng cái hình ảnh này là không biết bao giờ mới thấy được là cái lòng hâm mộ của khán giả quá lớn. Khi cô đến cô thấy nhiều hoa và nhiều cô chú đến, là cái không khí ai cũng mến mọi chú, là cảm giác cô rất là vui cô hả? Vui mà rớt nước mắt. Tội cho một nghệ sĩ tài quá mà phải ra đi mà quá sớm, chứ ai cũng xót thương, ai cũng chạnh lòng từ già đến trẻ. Có hôm bữa mà có cái bà cụ 92 tuổi nữa kìa. Bà cụ đó cô quay đó. Ồ, bà cụ đi Vĩnh Long đó cô. Bà ngồi đây này đó. Thấy thương. Rồi có cái bà gãy chân nữa, có cái bà mà bà bị gãy chân rồi bà xin một cái tấm hình giống như vậy nè, rồi bà bỏ lên xe con bà chở bà đi về nữa, mà bà đứng bà xìu luôn, bà xìu luôn, bà đứng không được, còn có chân rưỡi à, bà xìu luôn đó. Thấy tội, thấy mấy cảnh nó mới đứt ruột á, thấy bà nói bà khóc quá xin con đi bất cứ kìa hả, bà nói bà bất chấp luôn, coi như là không cho bà đi là bà không có chịu được. Tội, mình thấy những cảnh tượng đó mình không có cầm được nước mắt luôn. Tội những cái con người mà người ta có tấm lòng trung thực mà vậy, chứ có nhiều người người ta lại lên trên like người ta để nói tầm bậy tầm bạ, mình là coi như là ảnh hưởng xấu. Nghệ sĩ thì cũng có người chứ đâu phải ai cũng giống ai đâu, cho nên là mình thấy vậy, mình thấy mình đau lòng á hả, mà cho người đã mất mà nằm cũng không yên nữa. Nó phải được như mọi người, như một người thì nó đỡ biết gì nào. Dạ. Xã hội mà cô có người vậy người khác chứ không có ai hoàn hảo. Đúng rồi. Rồi, rồi cảm ơn anh em. Cô ở đâu tới cô? Ở gần đây. Ở gần đây. Cũng không, cô không ở phường này mà cô ở phường cách đây 5 cây. Dạ. Cách đây 5 cây. Thì bữa hôm cô cũng có lợi rồi, cũng có lợi bữa trước rồi. Bữa nay là lần nữa là lần hai. Vậy là cô cũng là một trong những phần hâm mộ của chú Vũ Linh ha. À, thì chú lớn hơn cô mấy tuổi mai. Không có luôn hả cô? Có thì rất là nhiều, nhưng mà cô không có, là nói chung là đại khái là cô không có thuộc hết. Cô là một phút khúc rồi hả? Đúng rồi. Chứ là trời ơi, trong cái giới hâm mộ là nếu mà gia đình cô mà đồng ý là cô là cũng đi, là giờ cũng nghiệp cầm ca là cũng y như mấy người này chứ không khác gì đâu. Dạ. Bà cô khán giả hâm mộ nghệ sĩ chú Vũ Linh cả nhà, rất là mến mộ chú Vũ Linh luôn, đến 2 lần. Hôm nay thứ hai mà cũng còn rất là đông bà con đến viếng ở cả nhà.
thì mấy người đó ghé thăm chỗ khác. Thấy ông như mấy ông phòng thơ rồi, mấy ông đón chỉ là mới lưu mặt. Già lắm rồi, rồi lúc mà già mà. Già chết rồi. Hả? Già chết rồi. Chơi Việt Nam thì cũng có quyền ổn rồi. Thôi xin phép cả nhà mình kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.